Rồi các bạn ơi, khoe quà của bà ngoại nha. Cá kèo vuông nè. Cá kèo vuông đó các bạn. Còn cái này là cái gì đây? Cái này là cá đối với cá heo làm sẵn. Cái này gì anh? Mở hả? Chú ăn cua không? Chú được không? Trời, quá xá quà luôn. Giờ mình đổ cá ra nha các bạn. Cá này là cá thiên nhiên luôn á. Ngon lắm à. Cá thiên nhiên nó mềm mập và các bạn. Ô, nó nhảy hả? Nó nhảy hả? Để mình quay gần cho các bạn xem nha. Cá này là hoàn toàn thiên nhiên 100% luôn. Trong vuông nhà mình á. À, nó mềm lắm. Các bạn sợ là các bạn cảm nhận. Nó mềm mà cái đầu, cái chốt đầu của con cá nó sẽ nhọn á các bạn. Bây giờ chắc mình sẽ bắt vài con mình kho tiêu. Mình sẽ cho nước đá vô đây các bạn. Cho nước đá vô đây mình ngâm cho cá nó chết á. Thì các bạn có nhiều cách. Các bạn có thể đập. Con ơi. À. Xong rồi mình cho cá vô đây. Tầm cỡ khoảng 15-20 phút mà nó chết rồi. Con mèo. Ừ. Này các bạn. Bắp lại nha để nó dậy nha. Đó. Cá nó từ từ nó xỉu. Nó chết. Chết chết nhảy ra thấy chưa? A few moments later. Này các bạn ơi. 10 phút mà không tới 15 phút, tùy theo mình để đá ít hay nhiều á. Rồi cá nó chỉ nhanh xỉu. Và nó mới xỉu thôi nha. Các bạn mà đổ nước vô là nó tỉnh dậy liền á. Cá tươi chưa? Mập. Ú mềm, ú quay luôn. Mấy con này thì chắc có tầm ba mấy con ký á. Thấy hàm ghê. Mình kho cá kho khô kho tiêu mình đơn giản thôi các bạn. Mình rửa sạch thì cá này nó không có tanh, với lại nó còn tươi nữa, nó cũng không tanh nữa. Rồi mình rửa sạch rồi mình ướp xong chút xíu cỡ khoảng 10 phút gì đó mình đem lên mình kho thôi. Tùy mình ăn gia vị mình nêm nếm thôi ha. Đây mình bắt ra vài con thôi, mình kho trong hơi đất đó các bạn. Nước mắm nè. Mình ướp khoảng 2 muỗng nước mắm nha. Cá đâu rồi? Một ít bột ngọt ha các bạn. Chút xíu tiêu. Tương ớt luôn các bạn. Chút nước màu nha. Đó. Hai củ hành tím băm ha các bạn. Thì thường mình ướp hành tím băm nó ít, hành tím thì nó ít hăng hơn là tỏi. Tỏi sống mình ướp nó hăng lắm. Vậy đó. Mình cứ trộn đều lên xong rồi mình kho thôi. Mình không có sấy tỏi hay là sấy hành gì nữa hết á. Ướp xong rồi mình cho vô trong cái nồi, cái ơ đất đó mình kho. Cá này mà kho ơ đất ngon lắm á các bạn ơi. Những cái video trước á mình mới làm á, mình không có biết cách.
Có làm sao mình để vậy là mình đăng rồi các bạn có hay vô comment nói mình giải thích dài dòng. Bây giờ mình làm lâu rồi mình cũng biết cắt rồi, cái đoạn nào mà mình thấy dài dòng đó mình cắt để các bạn xem mà đỡ tốn thời gian. Cái quê mình ăn xoay quanh là vòng vòng chỉ có nhiêu món này thôi, rồi mình thấy thì mình chia sẻ cho các bạn thôi chứ đâu phải là mình là chuyên gia đầu bếp đâu mà hướng dẫn gì các bạn đâu, nên là các bạn xem cái video giải trí thôi nha các bạn. Do cái con cá nó bự quá, cái ơ của mình nó nhỏ quá đó các bạn, cho nên là mình kho con cá nó không có thẳng. Nó còn sống mà thấy chưa, nó mới xỉu thôi. Mình có cái nắp đây mình đậy sẵn nha các bạn, đó trừ khi nào nó chết rồi cái mình mở nắp ra. Đó đó đó, con cá nó dài cho nên cái ơ này nó nhỏ quá, cho nên nó cong con cá là nó không được thẳng con cá nha các bạn, nó không được đẹp á. Đó, cá nó săn săn lại rồi mình cho cái nước hồi nãy mình ướp á, cho vô luôn. Các bạn có thể cho cùng một lúc cũng được, lúc mà mình cho vô trong cái ơ á mình kho. Thơm lắm luôn á các bạn. Mình thích ăn cá này nhất á, do nó dễ ăn, nó không tanh. Mình không có cần phải cắt đầu, cắt đuôi gì hết á, cứ để vậy mình kho thôi. Đó. Mình kho cho nó riu riu, nó rút nước vô đây nè các bạn, chút xíu nữa cái mình đổ thêm tí nước lọc vô trong đây nha. Cho khá cá nó mềm. Các bạn thấy nó sôi lên đó các bạn. Mình cho nước lọc mình vô mình chén cái tô nãy nè. Nhập luôn. Giờ mình để lửa dừa thôi. Riu riu cũng được hoặc dừa cũng được đó các bạn. Rồi mình kho. Mà sôi lên này các bạn nhớ hớt bột nha các bạn. Mình bỏ nhiều công đoạn quá thì có một số bạn comment hỏi là tại sao bạn không quay lúc mà bạn đổ nước, rồi lúc mà kho thì tại sao bạn không có hớt bọt hay là bỏ bọt hay như thế nào không. Mà mình làm nhiều quá thì sợ các bạn nói là dày dòng. Đó, mình cứ hớt bọt thôi để cho nó cái nồi ơ đất này nó mau thấm, nó mau rút lắm các bạn. 2000 years later. Rồi nghe các bạn, nó cá kho của mình nó sạch sạch nước vậy là được rồi đó. Mình trừ hao cái ơ đất này nó còn rút nước nữa đó các bạn. Mình tắt nó còn nóng á, mình cho tiêu vô ha. Rồi, tắt lửa rồi nè, thơm phức luôn. Video cá kèo kho tiêu của mình đến đây là mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Và nhớ comment cách các bạn kho cá kèo kho tiêu kho khô của các bạn chia sẻ với mình để mình biết thêm cái cách kho mới để mình kho thử nha. Xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn.